Chào anh em, chúc mừng anh em đến với kênh của mình là Nguyễn Ngô Thượng. Thì ở trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà chúng ta có thể dùng Python Client để kết nối với Superbay. Đầu tiên là tôi sẽ vào cái file main.py này trước nhé, tôi tạo trước rồi. Đây tôi sẽ pip install nếu mà anh em chưa install này, Superbay này. Superbay. Đấy, nếu mà em có rồi thì nó sẽ hiển thị như vậy nhá. Còn em chưa có thì đợi một lúc để nó cài về. Ok, thì tôi sẽ để kết nối thì tôi sẽ tạo một cái file. Đây, .env. Rồi, tôi sẽ tạo cái biến key cho nó. Suba bay UAL. Rồi, với lại Suba bay key. Thì cái này anh em lấy ở đâu? Đây, tôi sẽ vào lại cái này cho anh em này. Đây. À, mục project nhá. Đây này. Nó sẽ có cái phần key này cho anh em đây. IOL này, cái key này. Đấy. Đây, copy. Copy. Ok. Ok nha. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ phải import vào để lấy. Thì để mà lấy được cái key đấy tôi sẽ import OS. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ chạy thử xem nhé. URL này, này chấm này, string os.environment.get. Get ra cái gì? Get ra cái key nãy superbay. Ok. Rồi cái này là superbay key. Ok, xem nào. Đây là cái key này. Rồi, tôi sẽ thử in thử xem nhá. Rồi, chỗ này em để lấy ra cái client thì sẽ phải import vào cái bên Superbay đã. From Superbay. Tôi sẽ import vào cái để create ra cái client và cái client. Ok. Rồi, tôi thử print xem. Nó do nó bị dính số 1 ở đây. Tôi sẽ đổi lại cái tên folder này. Nó có dấu 1 đến dấu chấm thì nó hơi khó chơi. Ok, rồi. Python main.py này. Rồi, bị lỗi gì đây? So bay url is required. Superbay. File env của tôi đây này. Superbay. À, kiểu chữ S. Ok nha, để tôi check lại thử này. À, quên, hình như chỗ này là tôi cần phải load cái .env và đã. Đấy, from này. .env import cái load .env vào. Ok. Rồi tôi xem nào. Rồi thêm lại cái hàm load .env đây. Load.env. Ok, tôi sẽ connect thử nhé. Python này, main.py này. Ok, nó đã báo là Superbay này, client này, gì đấy đây. Ok nhá, thì bây giờ tôi sẽ tạo và kết nối thử, đăng ký thử cái tài khoản xem. Đây, tôi sẽ kết nối này. Sign up. Tôi sẽ truyền vào cái email. Đây, nó là URL này. Và cái gì? Và cái password. Đây, nó là key. À nhầm. Cái này định dạng chứ. Cho nó định dạng string. Đối với định dạng string nhá, anh em phải cấu hình cái định dạng cho nó. Rồi. Thì cái này nó sẽ return về cái Superbay này. Chấm này. Out. Đây, tôi đang làm phần author nhá. Và nó sẽ sign up. Tôi sẽ load cái sign up của nó vào đây. Rồi tôi sẽ truyền vào cái email. Đấy. Email này. Đó, email thì nó chính là cái email tôi truyền vào ở đây. Đây, chính là cái này này. Cái email ở đây. Rồi, password. Phải mở ngoặc này. Password. Hai chấm, password ở đây.
Ok, rồi, xem. Tôi sẽ chạy thử nha. New user này. Bằng sign up. Tôi sẽ truyền vào cái username. Là cái email đây anh em ạ. Mật khẩu này. Mật khẩu 23 account xyz. Ok nha. Rồi, tôi check thử xem. Green user để xem mình khi mà chạy nó sẽ ra cái gì. Director. Rồi, Python main. Yeah. Rồi, có thể là bị lỗi gì đấy này. Bad request. Sign up. À, chữ D này bị sai anh em ạ. Ok, có vẻ được rồi đây. Đây, khi mà anh em chạy nhé. Anh em in là cái new user này nó sẽ trả với anh em cái section này là cái thông tin user này phone fail thì nó sẽ đa, cái này đang dùng cái provider email nhá, đây cái email tôi đây. Rồi ok vậy là được. Anh em lưu ý phần này, phần code này sai. Chỗ này tôi sẽ đi xem là green này. Đăng ký thành công. Rồi, bây giờ là tôi sẽ thêm một cái mới là cái đăng nhập. Dev này. Sign in. Ok, cái này tôi vẫn truyền vào cái email và password bên trên này. Đây, xem tôi return. Return về gì? Superbase này. Cái connection trên này nhá. Chấm. Chấm authent. Và chỗ này sẽ sign in. Xin viết password. Ok. Rồi, trên này để đảm bảo tôi không gõ sai, tôi sẽ copy lại cái này. Ok. Rồi, ở đây tôi sẽ chọn user này. Sign in. Tôi sẽ chuyển vào y nguyên cái trên này xem. Ok, tôi sẽ chạy thử nhá. Ừ, lại cái này tôi chạy rồi, chắc tôi ẩn đi. Ok, nó bảo lỗi này, email not confirm thì tức là sao? Tức là chỗ phần này. Cái phần authent của anh em nhá. Đây, anh em phải authent cái này trước đã thì nó mới cho đăng nhập vào. Thì chỗ này để mà test thì tôi sẽ nhập lại cái email khác. Đây, tôi sẽ lấy lại cái email này. Ok, tôi sẽ chạy lại nhé. Rồi, một cái đã đăng ký ok. Để tôi lại đây tôi check thử này. Ủa, thì quái nào bị lỗi nhỉ? Sign up này. Nó lại read limit rồi anh em ạ. Password này. Thôi để tôi mời luôn cái user này vào. Đây anh em add user đây nhỉ. Cứ read new user này. Đây nhập cái email vào. Đây này cái password đây. Auto confirm luôn. Ok. Vậy là cái này đã được rồi này. Tôi sẽ ẩn cái này đi. Tôi sẽ đăng nhập thử bằng cái email này. Ok nha. Rồi, đăng nhập thành công này. Ok. Để tôi sẽ in thử ra cái user này nó là gì. Green này. User này. Đây, anh em lưu ý là khi mà chạy vậy nó sẽ chưa kết thúc đâu. Thì nó đang vẫn là còn đang chạy nhá.
thì anh em sẽ phải kết thúc cái nó gọi là như cái section này sau đấy. Thì ở đây này tôi sẽ print đây, nó sẽ có phần size out thì nó vẫn như trên này nhá, super bay này chấm out này chấm size out này, ok thì nó sẽ hiển thị ở đăng xuất, này sẽ kết thúc cái phần này cho anh em. Đây thì tôi chạy lại như tôi manual này, ok Python main.py rồi đây nhá, thì nó sẽ hiển thị ra cái này cho anh em này, lúc mà tôi in user này chính là cái đống này đây, em thấy nó dài đúng không, đây in ra cái đống này nhá, nó sẽ hiển thị asset token nó này, đây anh em có thể lấy được asset token của nó đây rồi. Có cả refresh token đây nữa nhá, rồi sau khi tôi đăng xuất thì nó hiển thị như vậy đúng không, còn nếu mà tôi không đăng xuất thì nó sẽ vẫn giữ nguyên cái trạng thái đấy. Đây tôi sẽ chạy lại này, đây nó vẫn còn nhá, đây nó vẫn còn này, ok anh em. Thì ở đấy là một số cái cơ bản về cái đăng nhập đăng ký của Superbay mà tôi sẽ dùng Python để tôi connect vào. Tôi sẽ put cái này ghép cho anh em nhé, tôi sẽ để link dưới phần mô tả video cho anh em, nếu anh em thấy hay để lại tôi một like share đăng ký kênh nhé, nếu có thắc mắc gì có thể là comment xuống dưới phần bình luận của video này.